Thế bạn người yêu cũ từ hồi cấp 3, bạn ấy đặt bánh. Thế là mình chả nghĩ gì cả, mình nhảy vào mình chúc mừng sinh nhật luôn. Bạn ấy bảo là anh Tài à, em tưởng nhân viên check. Thế rồi hai anh em tâm sự một tí và bạn ấy mời mình đi sinh nhật luôn ạ. Thế là thôi. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì mình quyết định làm và gửi tặng em ấy một chiếc bánh sinh nhật. Bạn này thì ngày xưa là hot girl của trường, lúc nào cũng thích sang chảnh cơ. Yêu mình được một thời gian thì bạn ấy chia tay chạy theo thằng DSH. Hồi đấy nhà mình thì không phải thuộc loại khá giả gì, chỉ có xe way mà đi thôi. Nghĩ lại mà vẫn cay cú, chả biết bây giờ em còn thích SH không. Anh mua cho vài cái mà đi. Đùa thôi chứ quay trở lại với chiếc bánh, mình chọn làm cho em ấy tông màu hồng pater, cắm phụ kiện Chanel và gấu bia bích. Kem bánh thì mình làm hoàn toàn bằng kem cheesecake, ăn thì chắc chắn chất lượng khỏi chê rồi. Với mẫu này thì bình thường nhà mình lấy khách 260 xu thôi. Các bạn đừng so sánh giá bánh của mình với giá bánh làm bằng kem topping của các hàng khác nhá, vì chất lượng nó khác nhau hoàn toàn mà. Mấy bạn học viên bên mình thì cứ bảo anh ơi trước kia em làm bánh bằng kem topping, khách người ta ăn xong thì chả ai feedback cả, càng ngày càng vắng. Thế mà học xong cốt bánh kem của anh về cái đông khách luôn. Thôi, quay trở lại với chiếc bánh thì đã hoàn thành rồi. Mình cho nhân viên đóng hàng và đi ship cho em ấy đây. Còn sinh nhật thì chắc chắn mình không đi đâu. Hẹn em dịp khác nhá. Chị bảo là người yêu cũ của anh muốn đặt bánh. Ok. Nghe nói là người yêu cũ mình phải chạy xuống ngay. Thôi đúng với tình yêu bỏ xít hồi cấp 1 nên lớp 6 chuyển trường, thế là nó bỏ mình luôn. Nghĩ lại vẫn cay cú. Thôi thì bây giờ là khách của anh thì anh phải chém cho đẹp. Sau một hồi trò chuyện trao đổi nắm chân nắm tay thì mình được biết mai là đầy tháng con em ý, muốn một cái bánh có nhiều quả dâu và 7 sắc cầu vồng. Thôi thì vào việc luôn. Ban đầu là bỏ fondant ra, nặn thành các hình chibi theo đúng yêu cầu của em ý, rồi chuẩn bị một cái cốt bánh tông màu hồng cam và bắt đầu đến công đoạn trang trí bánh. Đầu tiên là dựng hình cầu vồng ở giữa cái bánh, xong tiếp tục đến hình em bé, rồi hình mặt trời và số 1 tượng trưng cho 1 tháng tuổi, tiếp tục là tên của cháu bé, xong mấy quả dâu tây, rồi đến thương hiệu Thai Bakery. Vậy là xong một chiếc bánh đẹp theo đúng yêu cầu luôn. Để tình là người yêu cũ mình lấy có 500 thôi. Bánh thì là bánh fondant mà kem bánh thì là toàn cream cheese phô mai ấy. Sau khi giao bánh bạn ấy rất ưng và mình có nhắn nhủ là đấy, ngày xưa dại chưa, hồi lớp 6 mà không bỏ anh thì tầm này có đâu phải mất tiền mua bánh đâu. Còn chủ đề gì về bánh khó hơn thì hãy cho mình biết nhé. Có nhiều người yêu cũ kể ra cũng lợi thế thật, bán được bao nhiêu là bánh cho các bạn ý. Bạn này thì mình yêu từ lúc mình 19 tuổi, thời mà vẫn còn đi làm bánh ở khách sạn. Cứ thi thoảng lúc tan làm vào buổi tối, mình lại mua một chút bánh lưỡi mèo này ở chỗ làm, rồi mang qua thẳng cửa nhà bạn ý hai đứa cùng ăn. Cái loại bánh lưỡi mèo này thì được rất nhiều người yêu thích bởi sự đơn giản về vẻ bề ngoài cũng như hình dáng, và dịu ngọt giòn tan, thơm vị bơ, cũng giống như bạn người yêu mình lúc đó vậy. Hai đứa yêu nhau được khoảng 6-7 tháng, rồi mình cũng không nhớ vì sao mà tình cảm nhạt dần rồi hai đứa chia tay. Khoảng hơn 1 năm sau khi đã lĩnh hội và học hỏi đủ các kiến thức thì mình bắt đầu về mở cửa hàng để làm bánh. Đó thì mặc dù em người yêu cũ không còn yêu mình nữa nhưng vẫn luôn yêu những cái loại bánh mà mình làm. Kể từ đó đến nay thì năm nào cũng vậy, mỗi lần sinh nhật con cái hay người trong gia đình thì em lúc nào cũng ủng hộ mình. Hôm vừa rồi thì em ấy có đặt của mình 146 hộp bánh cookie đoàn viên. Hỏi ra thì mới biết là hiện tại em đang giữ một cái chức trưởng phòng trong một cái công ty và em ấy đã tư vấn cho giám đốc đặt bánh bên mình để làm những cái phần quà Tết cho anh chị em cán bộ công nhân viên. Linh ơi, anh cảm ơn em nhiều nhá. Các bạn ai có nhu cầu mua bánh cookie Tết thì vào kênh Shopee, tên kênh là Tài Bakery Shop. Nửa đêm nửa hôm nhận được quả tin nhắn cảm ơn của ông anh khách hàng mà tôi ấm hết cả lòng. Chả là tôi có một anh khách năm nay 40 tuổi rồi mà vẫn chưa lấy vợ. Mọi lần thì anh ấy hay đặt bánh tặng bố mẹ và các cháu trong nhà nên rất dễ tính và không kén chọn mẫu mã gì cả. Lần này thì khác, anh ấy gọi trực tiếp cho tôi và bảo: Tài à, mai là sinh nhật bạn gái mà anh đang theo đuổi, em làm cho anh một cái bánh thật đẹp để tặng bạn ý. Anh chả biết chọn mẫu nào đâu, chăm sự nhờ em đấy. Mình có tìm hiểu qua thì được biết bạn gái của anh ấy rất trẻ, năm nay mới có 25 tuổi thôi. Ngoài bánh ra thì anh ấy có tặng kèm bạn gái một lọ nước hoa Coco Chanel nên mình đã quyết định làm một chiếc bánh khá giống với lọ nước hoa mà anh ấy tặng bạn gái. Sau khi tìm được chủ đề thì mình lên phương án sản xuất thôi. Chiếc bánh này thì toàn bộ phụ kiện được mình nhận bằng gum, một loại chất liệu bằng bột đường tự khô, hoàn toàn có thể ăn được. Lúc lấy bánh thì anh ấy cũng khá là ưng và đêm hôm đó anh ấy còn nhắn tin cho mình và bảo bạn gái anh rất thích mẫu bánh này và đã chính thức nhận lời làm người yêu của anh. Cảm ơn em nhiều lắm. Mình cũng không biết nói gì hơn ngoài câu chúc mừng anh, chúc anh sớm lấy vợ. Cần bánh cưới thì cứ gọi em nhé. Các bạn đoán mẫu bánh này bao nhiêu tiền? Xin chào, mình là Tài Bakery.